Tôi là Bùi Thị Bình, sinh năm 1976, là giáo viên vùng cao, sinh ra và lớn lên tại vùng Tây Bắc xa xôi. Bố tôi là sư phó sư đoàn 391, nhưng gia đình chúng tôi ở trong căn nhà mái rơm tình toàng trên đỉnh đồi. Cuộc sống rất nghèo khổ, tôi có người anh cả vướng vào nghiện ma túy, tù tội hơn 20 năm. Từ bé đến lớn, tôi luôn mang trong mình nỗi oán giận người thân, khó mà buông bỏ. Năm 1985, bố tôi đưa gia đình lên Tây Bắc, ở tại trường Bắc, Thuận Châu, Sơn La. Tôi có một lần nói với bố rằng, con tưởng bố đưa gia đình lên đây, gia đình nhà mình sẽ được đổi đời. Ai dè, vẫn như thế. Thế là bố tôi đã không kiềm chế và được, và lần đấy bố đã đánh tôi một trận, đến nỗi ngày hôm sau tôi không đi học được. Cho đến khi tôi học Pháp, Luân Đại Pháp, thì từ đó tôi lại còn cái có nhìn nhận hơn về bố mình, đó là tôi thực sự cảm thấy tự hào về bố. Vì bố là một người sống liêm khiết, thanh đạm, biết nghĩ cho người khác, luôn luôn sống mẫu mực ở trong gia đình cũng như là ở đơn vị công tác. Anh chị em chúng tôi, bốn anh chị em, và anh trai tôi là anh trai cả trong gia đình. Lúc học xong phổ thông ấy, chơi bời, anh rất là bướng bỉnh và không nghe lời bố mẹ, thường xuyên tụ tập, rồi sau đó thì nghiện hút, lúc nào không biết nữa. Cả gia đình tôi phát hiện ra anh mình nghiện hút ấy, thì lúc đó anh đã nghiện rất là nặng rồi. Suốt quá trình nghiện của anh là hơn 20 năm. 20 năm đó thì anh phải đi tù 4 lần, và lần đi tù cuối cùng ấy, thì anh đã bị tai biến. Sau khi bị tai biến một thời gian thì lại chuyển sang bị tâm thần. Tôi rất là oán hận. Tại sao một người anh cả trong gia đình khác ấy thì lo cho các em, trách nhiệm với gia đình, với bố mẹ. Nhưng anh trai tôi thì ngược lại, để cho cả gia đình phải lo lắng, chăm sóc mình. Lúc đó tôi đã thực sự là tôi có cái ý nghĩ là từ anh. Những gì tôi đã cố gắng, tôi đã làm rồi mà vẫn không được. Nhưng từ khi tu luyện thì tôi hiểu ra được gì, tôi buông bỏ nhiều. Và tôi bằng cái thiện tâm của mình, tôi lo lắng cho anh mà không có một chút oán hận, với một cái tâm thái rất là vui vẻ. Trước khi tu luyện ý, tôi rất là nóng tính, ích kỷ, luôn nghĩ là sao người khác không hiểu mình nhỉ, đòi hỏi người khác phải hiểu mình, làm đỡ cho mình. Với chồng với con tôi cũng thế, tôi luôn luôn áp đặt cho chồng cho con là phải làm theo ý mình. Chỉ cần trái ý là tôi nổi nóng luôn. Từ khi tập môn Pháp Luân Đại Pháp ấy, tôi hiểu đạo lý mà sư phụ dạy, đó là ba chữ chân thiện nhẫn. Thì tôi thực hành trong mọi hoàn cảnh, trong gia đình, nơi đơn vị công tác, rồi là ra ngoài xã hội. Mọi người trong gia đình tôi gắn kết với nhau hơn, vui vẻ, chia sẻ với con, với chồng mọi vấn đề rất là nhẹ nhàng. Mình làm được hộ con cái gì thì làm được hộ chồng cái gì thì làm. Tôi không nghĩ nhiều nữa. Và cái lợi ích thứ hai đó là cái lợi ích sức khỏe. Trước kia tôi bị rất là nhiều bệnh. Bệnh đau dạ dày, thoái hóa hai đốt sống cổ, số 5, số 6. Bị liệt một cái ngón tay giữa. Đi đường xa, đi xe máy là tôi đi một đoạn là tôi phải dừng lại để vẩy tay. Và đêm thì tôi phải dùng tay trái để tìm tay phải thì mới cảm giác cái tay đó ở đâu. Và một căn bệnh nữa đó là căn bệnh đại tràng. Tôi rất là hoang mang vì mẹ chồng tôi đã bị căn bệnh ung thư đại tràng mà mất. Thế lúc đó tôi đã bị đại tràng thì cũng đến bác sĩ tìm hiểu rồi uống thuốc nhưng cũng không đỡ. Cảm giác rất là khó chịu trong người. Và đặc biệt nữa là cái bệnh dị ứng. Dị ứng bụi, dị ứng trên da, dị ứng thời tiết, đủ thứ. Và khi tôi tập môn Pháp Luân Công thì không còn nữa. Lúc nào tôi cũng thấy cơ thể mình nhẹ nhàng, tinh thần rất là an hòa. Tôi không truy cầu cái gì cả nữa. Hạnh phúc nhất mà tôi cảm nhận được và đắc được nhờ môn Pháp Luân Đại Pháp này ấy, đó là tôi buông bỏ được cái tâm oán hận. Và tôi rời xa được các bệnh tật. Có một cái gia đình êm ấm hạnh phúc,